Một thông tin khác nữa mà được chia sẻ ngày hôm nay mà Thuận muốn đem đến cho các bạn đó chính là cái thông tin liên quan tới cái hội nghị G7. Thì hội nghị G7 này các bạn thấy được là có những thành viên như là Canada, nước Pháp, nước Đức, nước Ý, nước Nhật, nước Anh và đương nhiên là Hoa Kỳ cộng với lại một số những cái đại diện đến từ International Monetary Fund cũng như là Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay là Ngân hàng Quốc tế World Bank hay là Financial Stability Board có nghĩa là ban ổn định tài chính các bạn thấy được là có rất nhiều những cái người đại diện đã có mặt trong cuộc họp này và một trong những vấn đề mà được nói tới đó chính là liên quan đến tiền kỹ thuật số nhưng mà các bạn đừng có lo tại vì tiền kỹ thuật số họ nói tới đây là phần lớn họ nói về những đồng ổn định và đặc biệt những đồng ổn định như là các bạn thấy được những đồng như là đồng dim hay là trước đây chúng ta gọi là đồng libra của công ty facebook đó thì các bạn cũng đã biết là một trong những điều được nói tới là trong năm tới đây một trong những cái việc mà những quốc gia cần phải làm là đưa ra những cái luật để mà quản lý thị trường đồng ổn định, đồng tether, đồng đêm và những cái đồng tương tự. Thì các bạn cũng đã thấy đây là một bước tiến tới tại vì chúng ta cũng đã nghe nói tới một cái dự luật mà thường cũng đã chia sẻ trong một cái video cái đây không bao lâu. Đó chính là cái video 824 dự luật gọi là Stable Act có nghĩa là dự luật liên quan đến quản lý thị trường đồng ổn định. Thì trong đại hội G7 này cũng tương tự, đây là một trong những cái điều mà rất nhiều những nhà lập pháp quan tâm đến là quản lý thị trường đầu ổn định và họ tin là không phải công ty nào cũng có thể là tự đưa đầu ổn định được tại vì cái việc mà phát hành tiền là việc của quốc gia chứ không phải là việc của một công ty cho nên đây là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ thấy càng ngày càng nhiều những cái luật hơn à, liên quan đến đồng ổn định và đương nhiên nếu như mà luật quá cao thì sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường tiền kỹ thuật số nhưng mà các bạn thấy được là một trong những điều mà không có nói tới nhiều đó chính là liên quan đến những cái đồng như chúng ta à, đang sử dụng những đồng như là Ethereum, Bitcoin, những cái đồng crypto bình thường thì hầu như không phải là một trọng điểm bây giờ là tất cả những quốc gia đều quan tâm đến tới chính là đồng ổn định thì những năm tới đây đó, thật ra thường cũng không có biết được là tình hình của thị trường crypto vì mà pháp lý sẽ ra sao ở Hoa Kỳ tại vì chúng ta thấy được là mặc dù là chúng ta thấy là tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái thuyết cái thì à, vài tháng nói là ông ta không thích Bitcoin vì nhiều cái lý do gì đó nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là trên căn bản trong vòng 4 năm qua ở dưới cái sự lãnh đạo của chính quyền Trump thì ta không có những cái luật chắc giao liên quan đến crypto mà thậm chí chúng ta có rất nhiều sự tiến triển trong thị trường này các bạn thấy được là từ năm 2016 cho đến bây giờ chúng ta đã thấy được là có rất là nhiều những cái sự tiến triển như là các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có những ngân hàng mà có thể đưa những dịch vụ quản lý tiền crypto, giữ tiền dùng cho khách hàng Chúng ta đã có à, những người mà cũng khá là thân thuộc với lây dụng crypto như là các bạn thấy được những người như là Hester Pierce đại diện cho SEC hay là chúng ta có Brian Brooks đại diện cho OCC, đây là những người mà rất là thân thuộc với crypto và trong vòng 4 năm qua thì crypto đã tăng trưởng không ngừng nghỉ và cũng không có những cái luật nào gọi là quá rắc rối liên quan đến crypto ở Hoa Kỳ trong vòng 4 năm qua. Nhưng 4 năm tới đây thì nếu như chúng ta có một cái tổng thống mới là ở dưới chính quyền của Joe Biden thì lúc đó sẽ như thế nào? Thôi thì vẫn chưa có rõ là sẽ có như luật cái cao hơn hay là cũng sẽ như là 4 năm trước đó thì crypto vẫn tiếp tục phát triển mà thôi. Nhưng một điều mà chúng ta không thể chối cãi được là càng ngày tên tuổi Bitcoin càng đi sâu vào thị trường tài chính hơn. Và các bạn cũng đã biết là một trong những tài liệu thường chia sẻ trước đây đó, đó chính là khi mà các bạn hỏi Bitcoin là gì? Thực ra mà nói là Bitcoin là gì không phải là một câu hỏi mà dễ dàng trả lời Tại Bitcoin là gì thì tùy theo là chúng ta đang ở cái giai đoạn nào Các bạn thấy được là một trong những cái ví dụ được chia sẻ bởi Plan B Cái người mà nổi tiếng khi mà đưa ra những cái phân tích liên quan tới cái mô hình Stock to Flow Mà nói là Bitcoin sẽ đạt được 100 000 đô trong năm 2021 đó Lấy một cái ví dụ, giả sử như chúng ta nói tới nước đi Thì nước có thể là có mặt với nhiều hình dạng khác nhau Giống như các bạn thấy được là nước có thể là cứng như là cục đá hay là cũng có thể là trở thành nước mà chúng ta uống hay là nếu như mà các bạn đốt lên thì có thể trở thành cái khí gas hay là có thể trở thành ionize tùy theo là các bạn nhìn vào cái kết cấu hóa học của nước ở cái hình dạng nào thì cũng tương tự thôi chúng ta nói tới Bitcoin thì tùy theo là chúng ta nhìn vào Bitcoin ở cái thời điểm nào như là Bitcoin thì đối với lại Plan B bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn thứ năm thì để thường chia sẻ bốn à, giai đoạn đầu tiên là bốn giai đoạn gì trước hết là giai đoạn gọi là proof concept có nghĩa là đây là cái giai đoạn đầu tiên giai đoạn này bitcoin chỉ là một thử nghiệm mà thôi chúng ta chỉ có một cái white paper bắt đầu có một số người am hiểu về lập trình thì bắt đầu là thử nghiệm mạng lưới của bitcoin không có hoạt động được hay là không đây là cái giai đoạn đầu tiên giai đoạn thứ nhì đó là chúng ta bắt đầu có bitcoin như là một cái công cụ thanh toán hay là một cái payment các bạn thấy được là đây là cái giai đoạn mà Bitcoin bắt đầu có giá trị chúng ta nghe nói từ những cái thông tin à, như là có người đã sử dụng số lượng lớn Bitcoin để mà mua pizza cái ngày mà chúng ta biết là Bitcoin pizza và chúng ta cũng thấy được là Bitcoin đã bắt đầu có cái giá trị thực tiễn có nghĩa là một BTC có thể lên theo cái giá là một đô la đây là giai đoạn thứ nhì giai đoạn thứ ba thì chúng ta thấy được là chúng ta bắt đầu có nhiều người coi Bitcoin như là một cái loại vàng điện tử Nhất là khi các bạn thấy được là sau cái đợt halving lần đầu tiên đó Thì lúc đó các bạn thấy là một Bitcoin đã lên tới cái mức giá là một ao vàng Cho nên các bạn thấy được là không chỉ Bitcoin là một cuộc thử nghiệm Mà Bitcoin có giá trị đổi ra đô la được là một Bitcoin một đô la Và sau đó Bitcoin có thể đổi thành cả một ao vàng Các bạn thấy đây là cái giai đoạn thứ ba Giai đoạn thứ tư đó chính là sau cái đợt halving lần thứ nhì năm 2016 đó thì lúc đó các bạn thấy được là Bitcoin không chỉ là một thử nghiệm, không chỉ là một cái phương tiện thanh toán, không chỉ là một vài điện tử mà còn là một công cụ tài chính và đây là cái giai đoạn mà các bạn thấy được là có rất nhiều sàn giao dịch bắt đầu nổi lên chúng ta đã có những cái công cụ tài chính như là hợp đồng tương lai đến từ sàn CME rồi sau đó sàn BAT đây là những cái ví dụ điển hình của giai đoạn thứ tư nhưng mà chúng ta bây giờ đã bước vào cái giai đoạn thứ năm đó chính là cái giai đoạn mà các bạn không thấy trên cái Bài viết này như một giai đoạn được từng chia sẻ bởi Plan B trên Twitter đó chính là cái giai đoạn thứ năm là giai đoạn mà Bitcoin thực sự trở thành một điều gì đó không thể thiếu được một loại tài sản mà không chỉ riêng là người bình thường có nhu cầu lưu trữ mà chúng ta cũng phải thấy được là những công ty có nhu cầu lưu trữ và sẽ là những cái quốc gia có nhu cầu lưu trữ thì các bạn thấy được là chúng ta bây giờ đã tiến triển đến mức mà nhiều công ty lớn đã bắt đầu lưu trữ Bitcoin và chúng ta bây giờ đang tiến về giai đoạn thứ năm đó chính là bitcoin sẽ trở thành một loại tài sản mà nhiều quốc gia sẽ có cái nhu cầu lưu trữ đây chính là giai đoạn thứ năm bitcoin đang bước vào giai đoạn thứ năm và đây là một cái giai đoạn cũng rất là nhạy cảm đây là một cái giai đoạn mà những cái quốc gia sẽ không thể không suy nghĩ tới bitcoin nữa có thể là trước đây khi mà bitcoin lên 20.000 đô sau đó bitcoin trở xuống còn 3.000 đô thì nhiều quốc gia nghĩ là bitcoin đã coi như chấm dứt sẽ không còn một ai quan tâm đến Bitcoin nữa, không còn ai tin tưởng Bitcoin nữa. Nhưng mà cuối cùng Bitcoin lại đi ngược trở về. Bây giờ là ở cái mức là các bạn thấy được là chúng ta chỉ vài tuần là lại muốn thử mức 20.000 đô và chúng ta vẫn đang tiếp tục thử mức 20.000 đô. Thì đã đến một cái mức mà nhiều quốc gia không thể là không quan tâm đến và cái sự quan tâm đó sẽ dẫn đến sự chấp nhận hay là dẫn đến cái sự không chấp nhận hay là dẫn đến cái sự mà giữa chấp nhận và không chấp nhận có nghĩa là chấp nhận nhưng mà sẽ có những lực, lực cắt gao và điều đó ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình tiến triển kế tiếp của Bitcoin thì đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải rất quan tâm đến trong những năm tới đây và các bạn sẽ thấy được là lần lượt nhiều quốc gia sẽ không thể nào mà không quan tâm đến Bitcoin được nữa đây đó là một cái thời điểm mà Bitcoin đã đi quá xa Các bạn thấy được là bây giờ nếu như mà một người nào nói Bitcoin sẽ bị chính phủ dẹp là một điều hoàn toàn không thấy được Các bạn thấy được là thậm chí nếu như ai đó nói Bitcoin sẽ chạy về con số 0 thì trên căn bản cũng không thể nào Tại Bitcoin xuống dưới một mức nào đó thì đã có sẵn một số lượng người rất tin tưởng Bitcoin và họ chấp nhận lưu trữ Bitcoin ở mức đó cho nên trên căn bản khi Bitcoin rơi xuống sẽ có nhiều người chờ để mà mua Và các bạn có thể biết là một quốc gia không thể cấm Bitcoin được quốc gia chỉ có thể cấm người trong quốc gia đó không được đụng tới Bitcoin mà thôi. Nhưng mà nếu như một quốc gia này không chấp nhận, sẽ có quốc gia khác chấp nhận. Và những quốc gia nào mà không chấp nhận thì cuối cùng chị là những quốc gia mà đi thụt lùi bước mà thôi. Đây là cái thông tin mà tôi muốn mang đến các bạn khi mà À, thường đọc tới cái thông tin giờ 7, thường lại suy nghĩ đến những cái thông tin à, Có thể là nhiều bạn theo dõi thông khác được từ lâu nay thì cũng đã nghe thường chia sẻ về những cái giai đoạn trong thị trường Bitcoin này Nhưng mà thường cảm thấy đây là một thời điểm thích hợp để mà thường chia sẻ lại những thông tin này Tại vì nó rất là quan trọng, nhất là trong những năm tới đây Thì cái video này cũng khá dài các bạn, thường còn rất nhiều những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn như là cái thông tin liên quan tới Ethereum cái đề xuất 1559 đề xuất này là liên quan đến là đốt đồng của Ethereum khi mà có giao dịch xảy ra thì điều này có thể dẫn tới là Ethereum sẽ có cái cơ hội là bị giảm phát chứ không phải là lạm phát mặc dù là Ethereum là một cái đồng mà có cái chế độ là ra đồng mãi mãi nhưng mà thường sẽ dành thời gian ngày mai để mà chia sẻ thêm chi tiết về vấn đề này tại vì có thêm một thông tin mới cũng rất là lạc quan thường cũng muốn chia sẻ thêm một số kinh cá nhân của mình về Redalio ngày mai à, hay là chúng ta sẽ nói tới Cardano hay là chúng ta sẽ nói tới một cái thông tin liên quan đến Jeff McCallum có thể là nhiều bạn nhìn thấy những cái thông tin liên quan đến có một người tên là Jeff McCallum di chuyển rất là nhiều đồng XRP thì đây là một người mà trước đây là trong đội ngũ của XRP sau đó rời khỏi XRP và dẫn đầu một cái dự án gọi là Stellar Lumen hay đồng XLM mà chúng ta biết tới ngày hôm nay thì những bài nào mà trong chương này nhiều năm qua cũng đã biết là những người mà lãnh đạo những cái đồng đều có nhiều sự quan hệ với nhau như là các bạn thấy là cho Hoskinson thì trước đây cũng là người đồng sáng lập ra tBM với là bà Buterin hay là chúng ta thấy được là cho Hoskinson của Cardano trước đây cũng làm việc chung với lại Dan Lammer của đồng EOS và Dan Lam ở trước đây cũng là người mà sáng lập ra cái dự án gọi là Steemit Thì có được nhiều cái mối quan hệ Và tôi nghĩ là các bạn cũng cần phải nên hiểu một số những cái thông tin Để cho các bạn hiểu được là ai đang bán XRP Và nhất là chúng ta sẽ nói tới Jeff và Mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày mai Và các bạn đừng quên theo dõi Thuận Capital trên các mạng xã hội Cũng như là tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới Tạm biệt các bạn